bộ quá, ấy kim như về bộ. Áo đỏ, áo đỏ. Mượn người ta. Áo đỏ lấy đội áo Thái kìa. Mày mượn áo của tao mà mày mượn vậy. Kỹ xíu đi hợp. Mém nữa dính cameraman rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cô quên chú sĩ nè, là đội đội màu xanh dương. Đúng rồi, mấy chú chưa vô đủ mà. Ủa ba con với chú sĩ là chung đội luôn á. Chung đội mà, chung đội nên mặc áo giống nhau đó, áo màu giống nhau kìa. Hả? Ai biết, cô Thảo biết chú Trầm mà. Ôi. Mấy phút rồi con. Mười phút. Mấy phút rồi. Mười phút hơn rồi. Cái này đi quay buổi tối hả? Ừ. Đồ đâu anh Đạt ơi? Đạt, đồ đâu? Túi đồ bên kia kìa anh. Con chị chú túi đồ đi. Siêu vậy. Nay đáng nghiêm túc nha, em quay lại hết đó. Ông nay chuyển qua quay máy anh Duy rồi, không còn cắt khúc nữa.
Mới ra, mới ra. Đánh gì vô? Anh đi vô á. Tập trung đi, tập trung đi. Thời gian rồi. Hả? Mấy không vậy? 1-0. Ủa đâu phải vô đâu. Mình thua 1-0 rồi, mới đá vô đó. Ủa bên con, con bên con không 1-0 hả? Bên mình thua 1-0. Bên nào? Bên mình nè, bên chú sĩ đó. Ủa con bên ba con mà. Ba con chung bên với chú sĩ mà. Hỏi ba thử coi. Ba con đi đá. Ba con không? Dạ. Ba con mặc màu gì? Vậy là không phải chung bên, là ba con hắn rồi. Thôi con xích qua đi, con là đội đối thủ với cô Thảo. Con là đối thủ con là đối thủ con. Đúng rồi. Cô Thảo là bên áo màu xanh nước biển. Cô Thảo là bên áo màu xanh nước biển. Đúng rồi, hai cô cháu mình là đối thủ của nhau. Nực chứ.
Ai ạ?
em quay tới ông Mai. Cho nó cái thẻ đỏ cho đi ra luôn đi. Rồi rồi rồi, đứng lên. Đây hộp là vô quá. Đây hộp là vô quá. Ôi đợi cô Thảo đang thua. Xem tí đã con hai không rồi. Xem tí đã con hai không. Sao con cái với cô cái gì mới được. Xem tí lại con hay không rồi đó. Hai con là đội bên này. Hai cô là đội bên này. Hai đội. Ú, nghe tiếng còi đâu. Hãy luôn. Anh ơi, anh ơi. Cái đi phải yeah, một điều. Hai đội đã qua nha. Đã nghiêm túc đi. Hai thùng đó. Hai thùng, hai thùng. Con thì 100 thùng. 100 thùng luôn. Dữ. Uống hết không? Mấy chú nói là bị đụng tay rồi. Rồi một trái penalty. Ủa con đâu thấy. Ủa con thấy mua trọng tay mà. Đó thì mấy chú đòi trọng tài đó. Mà trọng tài không có thổi rồi. À, trọng tài chỉ hỏi thôi. Ồ. Chỉ hỏi đó trọng. Nhưng mà trọng nào trọng tài hay thì trọng tài biết hỏi đúng rồi. Ừ. Mấy chú kia khảo lắm. Sao sao để chồng tay không cho mấy chú kia nè. Để đỏ hay đỏ.
Tại chú Trọng Tài không thấy. Ê con đừng có dựa vai cô Thảo, tại vì con dựa vô cái cô Thảo quay nó sẽ bị rung á. Quay để mốt mình coi lại coi mấy cái trái mà chú mấy chú đá hay á. Mai mốt trường nào không trận đấu nào con nói ba con qua nhà cô coi được không? Cái này điện thoại ba con mà. Điện thoại ba con nè, ba con đưa cho cô Thảo và cô Thảo quay giùm mà. Quay đâu phải, cái này phải đâu. Ba con lại cái điện thoại của mình có thể. Ủa vậy điện thoại này của ai? Ai đâu biết. Nãy ba con đưa cô Thảo cho bộ. Ủa, ai đang đánh vậy? Hay là ba con xài hai cái điện thoại luôn. Ba con xài có hai cái à? Thì đó, chắc là cái này là cái thứ hai rồi. Biết. Ba con xài có cái à? À ba xịt ba con xài iPhone nữa. Có cái à? À ba xịt ba con xài iPhone nữa. À ba xịt ba con. À ba xịt ba con. À ba xịt ba con. Rớt điện thoại ba con một cái cô Thảo không biết sao đền nói nha. Phải mà, lát ba con ra hỏi thử coi. À xin lỗi, không phải điện thoại ba con. Điện thoại của bác Duy. À, cô Thảo lộn. Lần này con chơi cô Thảo bận rồi. Ai da. Ba con với bác Duy nhìn hao hao nhau quá, cô Thảo lộn. Té. Hấp ba tên, xe tên. Chưa chiến thắng rồi. Ở đây. Ăn quay. Hai một à.
Vừa mới kêu té cái là té à? Té. Ồ, kỳ ghê. Nói chú trọng tài phạt liền. Trọng tài. Bên này phải, bên này phải. Bên này phải. Quay nó làm quay chậm lại được. Không hiểu vậy. Đùi cô Thảo nè. Em sợ quá. Em không biết nha, ai trúng khu vực này là em phạt một thùng á. Yeah.
cho tình yêu. Ông bỏ đi, bỏ ai? Mãi mãi. Mấy chú cầu lại để chú nào phèo. Nó xuống rồi đó. Ghê vậy? Thôi nó bay ra cô Thảo sợ gần chết. Vậy mà con giáo quýnh lại con ma luôn. Không sợ hả? Không sợ đâu. Cô Hảo đi bình thường đi. Mấy cô bà kêu đánh hết rồi. Thôi cô Hảo sợ lắm. Lỡ nó bắt cô Hảo rồi sao? Ở trong đó chùa mà. Ừ, cô Hảo sợ nó bắt cô Hảo, nó nhốt cô Hảo ở trong. Đâu có. Đâu có đâu, hôm trước con đi trồng sen. Đồng sen má đất bẩn thùng nước xíu mà. Không xong bạn con qua đằng sen hường, cô thấy một đống con ma. Ghê vậy. Hôm trước con đi nhà ma. Con xin tổ quá đó. Con thấy cái bóng gì chị bay qua. Trời ơi, ma ở đâu mà nhiều quá vậy? Ừ. Con thấy SCP-1907 luôn á. Con thấy SCP-1907 luôn á. Trời ơi. SCP-1907 đúng không? Ồ. Lại con khúc kia xuống luôn. Sợ quá, mai mốt con hãy là lấy cái dược lấy vô đồng đó. Một con là một phép. Con thấy không, con mở vô thấy ở trong đó tiền là máu không á. Yeah. Có máu rồi lại con dao á. Má đựng dao á. Con trái kia nó cũng có má lại dao. Ồ, ghê quá. Nghe thật là khủng khiếp. Con không sợ à? Con thấy bên con đi bên kia kìa. Con đi ở Phú Quốc á. Con thấy không đi đâu. Con để đi đầm sen nước thôi. Xong rồi đi. Con thấy đầm sen nước bỏ hoang rồi. Mình đi đúng. Mình chỉ đồng hương nước đổ hoang, đổ bỏ phang luôn. Xong là có đứa xe chạy đến luôn. Thôi mọi người ơi, nhà ông bà ngoại nhìn đi.
không vô luôn mà vậy. Kéo hết lên quê ơi. Trời ơi, chặn chứ mình.
để cô Thảo quay khúc này đã, phạt đền nè. Nãy giờ con chạy đi đâu á? Sao cái khúc khung thành lộn xộn không quá vậy? Ba con này chuyên gia chặn xe đậu. Ba con đứng khung thành nhảy với tướng kỳ quá vậy. Ba con hỏi ra hỏi khung thành kìa. Đó Đinh Hà. Ú.
vậy? Hả, có ở lâu em? Ê, điện thoại với chú Đại. Kêu chú Đại đi. Anh Đại ơi, điện thoại. Anh ơi, chị Lệ gọi. Chú Đại ra cái điện thoại. Đúng rồi, kêu chú Đại ra, điện thoại quan trọng. Đại lên, Đại lên, Đại. Chú Đại ơi. Biết rồi. Đã phạt đền, đã phạt đền, đã phạt đền. Cái này mà vô là bên cô Thảo. À, không vô rồi. Cái này bên con vào là cô chiến thắng rồi. Đâu, cái này là vô là cô bên cô Thảo thắng. Bên cô thắng. Cô Thảo thắng. Mấy chú đá không có đổi sân. Sao?
mấy chú đá giải trí mà, nên ra là mấy chú không có đổi sân. Bên nào ở bên đó luôn. Trời, nó thua mà nó thua tiền giống như nó đang thắng vậy. Ông như tưởng Hà thắng không? Đang tưởng nó thắng không à. À, anh Đen. Đen gì mà? Đen không có. Đen không có. Chung đội, chung đội. Rồi, cái đó tự xử đi, tự xử đi. Rồi, tự xử đi. Hai đứa ta. Lát đường Hà Long Kỳ. Xong rồi, xong rồi. Đúng chưa? Thì còn thằng dưới Long An bạn mày nữa. Thắng đâu? Thằng dưới Long An. Thằng số 12 á, bữa. Đừng rồi, thua. Anh em thua, lộn trong thật cái giòn. Em cũng đen, em cũng đen. Mày nói sao tao biết? Cái thằng số 12 đúng không? Đụng má tao trả giờ tao lấy nó ở đâu? Hả? Thôi vậy cũng được đi. Mà mày giết mày bào vậy rồi đó nha. Thua nhưng mà cũng phải tỉnh táo không? Nói chung mà gom vậy là trăm rưỡi lấy anh trăm thôi, nhiệt tỉnh xíu đi. Trời ơi à, còn ngay bị đông tôi 50 kia, 50 kia. Đại gia, đại gia. Đó. Đó, bình hai mâm luôn. Đó, có nhiệm đó. Bình hai mâm luôn hả? Bình hai mâm nha. Bình hai mâm. Hai mâm 50 bớt 50 đi. Thôi thiếu mày thấy thiếu người lum không? Đá xưng cái giỏ. Hai mâm là 150. Alo ai để mốt vợ nó không có đi đá, mốt nghỉ đá luôn. Mốt vợ không cho đi đá. Không mèn nữa. Không an sĩ không chịu đưa tiền. Không mèn ai dẫn lên. Đấy, đưa lại cho đàng hoàng coi, đưa vui vẻ, đưa vui vẻ coi, coi đưa vui vẻ coi coi tâm bên tâm chưa hồi lại tâm đồ nè. Thua nha, thua nha, cho cảm nghĩ cái rồi rồi cảm nghĩ đi. Ủa chẳng bì gì vậy chú? À thôi thôi anh tâm 50. Thôi anh tâm 50. Không anh tâm đắt đưa đặt ra. Đắt đưa thì tính đưa cho hàng 50 nó đóng một bia. Vậy là bữa nay anh tâm là thua mâm đúng không? À đợi bữa đá cao quá. Mâm nhẹ mới 50 à. Ừ mâm nhẹ. Mâm kia mới nặng. Mâm bữa mình ăn đúng không? Bữa mình ăn mà.